Ok, vậy em sẽ hỏi về cái chính sách kinh tế trước. Thì liệu anh Đức có thể nào mà kể cho quý vị khán giả một chút xíu về cái cách mà các lãnh đạo của các nước NATO hay lãnh đạo các nước NATO nói chung thì đã thực hiện những chính sách nào để mà đối diện với lại cái cuộc xâm lược của Ukraine không ạ? Ok, thấy gì cái những cái quy định của nước Mỹ bây giờ thì thấy là nước Mỹ là giống như là một cái đàn anh của thế giới tự do. Thì lúc lúc đầu thì nước Mỹ đã dùng dùng cái hệ thống an ninh quốc gia, họ lấy tin tức từ từ của những cái bí mật của Nga, họ báo cho Ukraine thì giao và cho thế giới để coi như là cho họ biết trước là thế nào chiến tranh cũng sẽ xảy ra. Nhưng mà lúc đó thì như là Putin đã biết trước, trong cái thời cảnh mà NATO và Tây Âu lúc đó vẫn còn đang chia rẽ, nên thì Trung với lại Đức đã thấy là những cái đối thoại của họ rất là coi như là họ không có đoàn kết với nhau. Ukraine thì nói là nếu mà Mỹ mà cứ đẩy những cái tin tức này thì là kinh tế họ đi xuống, và Tây Âu thì họ không 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 nghĩ là chiến tranh xảy ra, và ngay cả người dân Ukraine và cả những tất cả mọi người trong 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 châu Âu không có nghĩ là chiến tranh xảy ra, nên họ vẫn đi cuộc sống bình thường. Mà sau khi chiến tranh xảy ra rồi đó thì Mỹ và Tây Âu mới bắt đầu phong tỏa kinh tế, và những cái thương mại, những cái công ty ngân hàng mới bắt đầu phong tỏa hết những cái chuyện đi làm ăn với lại Nga. Thì nhiều người ở trong tin tức họ mới ngồi bình luận và họ nói là tại sao Mỹ và Tây Âu làm quá trễ đi, và làm như vậy thì chẳng lẽ là không có hiệu quả với Nga và chiến tranh sẽ xảy ra và người Ukraine đã chết. Nhưng mà nhiều người họ không có nhìn lại cái quá khứ là trong lúc đó toàn thể thế giới rất là không có hòa hợp với nhau. Mà chuyện khổ là tới khi mà Ukraine chiến tranh bùng nổ mới có những cái chuyện xảy ra như vậy, mà mới mới hợp hợp mặt hợp tay phải trở lại để mà chống đối với Nga. Nên mình mới thấy là bây giờ có hiệu quả hay không, cái đó là cái đường dài mình phải coi. Trung thấy thấy cái nhiệt độ nó là sao ở ở châu Âu? Thì do cái này là đa số là về mặt kinh tế thì cảm ơn thiếu tá Hưng cũng có hỏi. Thì thực sự Trung thì Trung cũng không hiểu rành nhiều về về mặt kinh tế, nhưng mà thấy chắc chắn đó là giá xăng đang tăng rất là chóng mặt. Thì đó là một trong Yes. những cái Yes. Thì anh Hưng nói đúng, đó là thứ nhất đó là mình phải hiểu là châu Âu và riêng nước Đức đó rất là cần về cái natural gas của Nga. Đó là cái sự năng lượng mà họ xài, like that's their primary source of energy, right? Thì vì vậy đó, Đức không có thể nào mà phong tỏa kinh tế của Nga được như là nước Mỹ hay là Pháp hay là Anh được, thì Đức vẫn nhờ Nga để mà có cái phần năng lượng đó, tại vì họ không có xài năng lượng nhân hạt giống như là bên Pháp. Và bây giờ đó là những cái ngân hàng của quốc tế đó đã phong tỏa kinh tế của ngân hàng của Nga, thì mình đã thấy đó là cái ruble, cái tiền của người của nước Nga đó nó đã rớt rất là nhiều, và kinh tế của Nga bây giờ đang suy sụp và rớt nặng hơn là kinh tế của Mỹ rớt năm 2007, và có thể nói là nước Mỹ chưa có, sau 1930 đó là kinh tế của Mỹ chưa có bao giờ bị suy sụp như là nước kinh tế của nước Nga bây giờ, vì những nước châu Âu với lại Mỹ đã phong tỏa kinh tế của nước Nga. Bây giờ những cái công ty thương mại của Mỹ đó đã cắt đứt quan hệ với nước Nga rồi, và giống như mình có biết, mình biết tới là McDonald's hay là Pepsi hay là những cái ngân hàng lớn đó, hoặc là những cái công ty xăng dầu như là Exxon,
British Oil, British Petroleum với lại Shell đó đã cắt hết quan hệ với nước Nga rồi, thì nước Nga không còn một cái như là những cái thứ mà họ export ra đó là không còn, giống như là họ không còn làm được nữa. Thì bây giờ đó là mình đã bỏ cái pressure đó, cái áp lực đó trên cái người dân của người Nga, thì hy vọng đó là những người dân hoặc là những cái người tỷ phú của Nga đó có thể là xoay đổi cái hướng nhìn của Putin và áp lực cho Putin để mà ông có thể là ông dần đi cái bước đi này của ông.